Kava Beko, đồng hành cùng giải bóng đá môi trường đô thị toàn quốc lần thứ 2. Kava Beko đang và sẽ là một trong những nhà cung cấp bia chất lượng uy tín hàng đầu tại Việt Nam, góp phần từng bước nâng tầm giá trị bia Việt trên thị trường quốc tế. Kava Beko, chất lượng tạo nên thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng thể khách quan về lĩnh vực môi trường đô thị và các khu công nghiệp, đánh giá tổng thể, chuyên sâu cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. Mời quý vị sẽ đến với phóng sự ngay sau đây. Thừa Thiên Huế, bất chấp yêu cầu từ chính quyền, công trình xây dựng cải phép vẫn tiếp tục hoàn thiện. Mặc dù chính quyền đã ra yêu cầu dừng xây dựng và dùng biện pháp xử phạt, công trình xây dựng cải phép tại Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục hoàn thiện. Sự vi phạm này đang gây phẫn nộ trong cộng đồng, đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng của chính quyền trong việc tuân thủ pháp luật và quản lý đô thị. Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam cũng đã có 2-3 việc phản ánh về tình trạng xây dựng cải phép tại thửa đất số 245, tờ bản đồ số 60 thuộc loại đất thương mại dịch vụ của ông Văn Việt Lạc ở thôn Bạch Thành, xã Lộc Điền khi chưa được cơ quan chức năng huyện Phú Lộc cho phép để yêu cầu dừng xây dựng công trình. Sau bài viết được đăng tải, ngày 11 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc đã ban hành quyết định số 2422/QĐ-PHC về việc xử phạt hành chính đối với hộ ông Văn Việt Lạc. Tuy nhiên, ông Lạc vẫn tiếp tục hoàn thiện dự án xây dựng này. Người dân trong khu vực cho biết họ cảm thấy bức xúc và thất vọng trước sự đối xử khác biệt từ chính quyền. Trong khi một số trường hợp vi phạm nhỏ khác đã bị xử lý nghiêm túc và dỡ bỏ công trình, thì ông Văn Việt Lạc lại tiếp tục xây dựng mà không bị ngăn chặn. Một số chuyên gia phân tích cho rằng việc không thể ngăn chặn xây dựng trái phép của ông Văn Việt Lạc có thể xuất phát từ những vụ vi phạm trước đó chưa nhận được sự xử lý nghiêm khắc. Đồng thời cũng cần xem xét vai trò và khả năng thực hiện của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát xây dựng và bảo vệ quy hoạch đô thị. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền cần thực hiện biện pháp mạnh mẽ hơn để xử lý vi phạm, đảm bảo sự công bằng và nhất quán trong quản lý. Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tuân thủ quy hoạch đô thị cũng là một phần quan trọng để duy trì trật tự đô thị và sự phát triển bền vững của khu vực này. Bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh, đánh giá tổng kết thực tiễn chuyên sâu về hoạt động này cho các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những số tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về hòm thư media.moichuongdothi@gmail.com hoặc gọi số đường dây nóng 0912 345 014 0961 713 713.